Rồi ok, chào anh em hen. Thì hôm nay cũng là những cái mẫu máy quen thuộc thôi anh em. Chủ yếu có con máy 20 feet, 20 feet LC đây, mình lắp 6 chế độ á, mình cho nên mình làm cái video ngắn để test 6 chế độ này cho anh khách tham khảo hen. Thì còn những cái mẫu này thì rất là quen thuộc rồi, bên kia là 8 feet hai máy, bên đây là hai máy 12 feet. Đó, thì về giá thì 8 feet là 1.1 triệu, 12 feet là 1.3 triệu, giá bao ship và bảo hành sửa chữa miễn phí cho anh em trong vòng 1 năm ha. Đó, thì pin 30A này là giá 2 triệu anh em, cũng vẫn là bao ship cho anh em luôn. Đó, thì nói về khối pin, ở đây là pin 30A anh em. Đó, mình sẽ sử dụng hệ pin 4S anh em, thì nó nặng khoảng tầm 3 kg anh em, sẽ tặng kèm sạc loại tốt cho anh em ha. Mình có hàng kẹp sẵn cho anh em đây, anh em sạc thì anh em cứ kẹp thẳng vô cọc này thôi. À, bên đây nó có một con led ở đây anh em, con led báo pin đây, thì anh em sạc thì nó sẽ là đèn đỏ và khi đầy nó sẽ trở về đèn xanh và nó sẽ tự ngắt quá trình sạc cho anh em ha. Rồi ok, màn hình báo pin này cũng không quan trọng anh em, anh em tắt đi anh em vẫn xài được bình thường ha. Đó, thì mình sẽ nói về con máy 20 feet này anh em. Đó, video này mình sẽ làm clip nhanh thôi ha. Ở đây là máy 20 feet LC anh em. Đó, mình sử dụng biến áp là E55 nằm cho anh em ha. Thì đối với mẫu này anh em có thể đánh sông sâu khoảng 3-4 mét trở lại anh em. Đó, chiên ngọt phèn thôi nha anh em. Đó, ở đây mình sẽ lắp mạch băm là MCO 6 chế độ do khách có nhu cầu thả lạnh anh em, cho nên là mình sẽ lắp mạch 6 chế độ. Đó, thì về mặt trước đây nè. Đó, về mặt trước mình cũng đã dán đầy đủ hết rồi nè, cò bóp nút vàng là chế độ, chế độ thì anh em cứ việc giữ cò và anh em bật tắt đây. Đó, anh em kêu cạch cạch đó thì nó sẽ chuyển chế độ cho anh em ha. Đó, nút đỏ là chỉnh mạnh yếu, công tắc ở đây bật lên là ngọt trong, bật xuống là đục phèn gì đó anh em, nút đục, nút phèn, nút kẹo gì đó. Đó, còn về đây vạt mát thì tương đương cọc đỏ là vạt, cọc đen là mát, thì mình sẽ test nhanh cho anh em tham khảo ha. Rồi ok, để tránh mất thời gian thì mình đã kẹp bình kẹp tải sẵn cho anh em rồi hết nha. Thì đối với mẫu này á, mẫu 20 feet này thì anh em đánh bình khoảng 70A đổ lên ha. Ở đây mình test nhanh thì mình chỉ test trên con bình 30A của mình thôi. Đấy, thì cho nên bình nhỏ mà mình chỉnh máy yếu yếu thôi, đặng cho nó đỡ ăn bình anh em. Đấy, thì anh em nếu mà đánh hiệu quả thì khoảng bình 70% đổ lên anh em. Đó, thì ở đây chế độ đầu tiên là chế độ đánh lì ha. Để tay của mình ha. Ở đây là chế độ đánh lì cho anh em. Rồi mình tính là chế độ đầu tiên luôn ha. Thì anh em muốn chuyển chế độ á, anh em cứ việc giữ cò đây. Đó, anh em bật tắt nút màu vàng. Đó, anh em mỗi lần anh em bật tắt thì nó sẽ chuyển chế độ cho anh em ha. Đó, vẫn giữ cò ha anh em. Đó, chuyển chế độ thì anh em cứ đi bình thường thôi. Đó. Đây là chế độ chọn 555 anh em. Đó. Anh em nút đỏ thì anh em càng chỉnh lên thì máy mình càng khỏe thôi. Ở đây chủ yếu là chỉnh chế độ cho anh em thôi ha, chứ bình này nó không đủ điện đâu nè, anh em bóp xíu là nó sẽ tụt điện liền anh em, cho nên máy mình anh em thấy đó nó yếu xìu rồi anh em, do là bình chứ không phải là do là máy đâu ha anh em. Rồi ok, thì anh em cứ chỉnh chế độ thì anh em cứ giữ cò này thôi, anh em bật tắt đây, chế độ chọn 4047 đây nè, thì anh em có thể chỉnh được cái độ nhanh chậm ngay nút màu vàng này nè. Đó, anh em càng giảm về thì nó càng chậm. Tiếp theo là chế độ thứ tư đó nè, là chế độ thả tần số thấp cho anh em nha. Lỗi anh em, thả tần số thấp anh em. Đó, thả thì anh em cứ việc giữ cò xuống thôi, do chế độ thả mà. Đó, rồi anh em chuyển cái nữa, đây là thả ra mặt cho anh em nha, là chế độ thứ năm. Đó, thì anh em chủ yếu là nghe tiếng máy thôi nha, chứ anh em đừng có nhìn đèn ha anh em, do bình mình không có đủ công suất đâu anh em. Đó, rồi tiếp theo là chế độ cuối cùng là chế độ thứ sáu, vẫn là một chế độ thả cho anh em nữa ha. Đó, thì sau 6 chế độ thì nó sẽ trở về chế độ ban đầu cho anh em ha. Đó là chế độ đánh lì. Đó, thì tính từ chế độ đánh lì này, 3 chế độ đầu tiên là 3 chế độ đánh một vạt cho anh em và 3 chế độ cuối là 3 chế độ thả lạnh ha. Đó, thì anh em chỉnh đúng nhu cầu sử dụng của anh em. Rồi ok, thì cũng không có gì là khó khăn anh em. Mình thì video trước đó mình cũng có quay cái mạch 6 chế độ này ở trên con máy 24 feet rồi anh em. Đó, thì anh em nào cần tham khảo thì anh em cứ việc vào kênh của mình anh em xem lại những video trước ha. Đó, thì anh em nào còn thắc mắc hoặc là có nhu cầu sử dụng máy gì đó, anh em cứ việc gọi điện qua số điện thoại nha, hoặc nhắn tin trực tiếp qua Zalo, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em. Rồi, xin chào anh em, hẹn anh em ở video lần sau.